Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn tuyên truyền phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử. Vừa qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Mai Sơn phối hợp với Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở chất lượng cao Mai Sơn tổ chức buổi tuyên truyền về phòng chống ma túy và tác hại của thuốc lá điện tử cho 38 cán bộ, giáo viên và 535 em học sinh tại trường Trung học cơ sở chất lượng cao Mai Sơn vào giờ chào cờ đầu tuần. Đến dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ huyện, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Phát, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mai Sơn. Tại buổi tuyên truyền, đồng chí báo cáo viên đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân nói chung và vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Sơn trong công tác đấu tranh, phòng chống vi phạm, tội phạm ma túy và thuốc lá điện tử nói riêng trong thời gian qua đồng thời đã phân tích những tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử có ảnh hưởng xấu đến sự phát triển về thể chất, tinh thần, lối sống, hành vi của giới trẻ, gây nhiều hệ lụy cho xã hội là tiền đề của tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật. Từ đó đưa ra những kỹ năng phòng chống và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Sau phần tuyên truyền là phần giao lưu trả lời các câu hỏi tìm hiểu về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử. Buổi tuyên truyền đã diễn ra sôi nổi, đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi em học sinh trong việc tham gia công tác phòng chống tệ nạn, tội phạm ma túy và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Trao đổi về ý nghĩa của buổi tuyên truyền, với giáo viên và học sinh của trường Trung học cơ sở chất lượng cao Mai Sơn, cô giáo Nguyễn Thị Trúc, phó hiệu trưởng cho biết chương trình ngày hôm nay là một buổi học rất ý nghĩa để mỗi học sinh của trường tìm hiểu thêm về tác hại của ma túy thuốc lá điện tử các kỹ năng phòng chống ma túy nói riêng và các tệ nạn xã hội nói chung qua đây nhà trường cũng đề nghị viện kiểm sát nhân dân huyện mai sơn sẽ tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các em học sinh để qua đó các em hiểu thêm về pháp luật giúp các em tránh xa những tệ nạn những tật xấu Buổi tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các học sinh về tác hại của ma túy và thuốc lá điện tử, nâng cao ý thức trong việc thực hiện đúng quy định của pháp luật, không sử dụng thuốc lá ma túy để bảo vệ sức khỏe của bản thân, người xung quanh để xây dựng môi trường lành mạnh, nói không với tệ nạn xã hội.